cô Thảo đang nấu cái gì vậy? Cô Thảo ngưng lại giùm con được không? Cái mùi nó bay tùm lum hết trơn, nó hôi quá, ăn cơm không có được luôn á. Ồ, tôi đâu có nấu gì đâu. Nấu thì tắt cái bếp đó. Thì cô Thảo không có nấu thì chắc là chắc con nghĩ là quần áo của cô Thảo á, cô Thảo mặc lâu quá rồi cô Thảo không giặt. Rồi cô Thảo nhét vô cái xó nào, bây giờ nó dậy mùi lên nó bay cùng làng cuối xóm, khó chịu quá à. Đâu có, đồ con mới giặt mà. Chị Thảo ơi, chị Thảo, cái đồ ăn nè. Chị Tám, mới qua hả chị Tám? Cô Tám, à, hên quá. Bữa nay qua bên nhà cô Thảo không có cô Tám qua luôn. Thì cũng xin thưa với cô Tám, tổ trưởng tổ dân phố là ăn dày. Sao con? Cô Tám lựa lời nói với cô Thảo giùm con cái. Giống như là mình ở cho nó vệ sinh, hay là mình nấu nướng cho nó văn hóa. Nếu mà được, cô Tám lựa lời nói cô Thảo dọn ra khỏi khu phố này cũng được. Chứ ở mà hôi kiểu này ai mà chịu được. Trời ơi chú ơi, nhà tôi đâu có khang trang giống như nhà người ta đâu. Nhưng mà ngày nào tôi cũng kêu cháu tôi dọn dẹp sạch sẽ hết mà. Đúng rồi, bà ngoại, con giặt nước xả của bà Tám cho thơm quá trời luôn á. Đúng rồi, thơm phức à. Lẻo mép quá, còn nhỏ mà lẻo mép quá. Thì nước xả thì mình xả ăn chút xíu nó thơm được khoảng nửa tiếng, tiếng hồ nó hết trơn hả. Quan trọng là cái nhà này nè. Con nói ở nhà này có cái mùi nó kỳ lắm. Cái mùi mà nó... Có phải cái mùi này không con? Nó, cái mùi, nó đó. Vậy sao nằm đây? Xin lỗi con nha. Ở dưới quê á, mới gửi mắm lên cho Tám. Tiện đây á, Tám nấu nhiều chút xíu. Đem qua biếu cho chị Thảo ăn lấy Thảo. Cái mùi vậy á, chứ ăn á bắt cơm lắm đó nha. Con ráng á, chịu chút xíu đi, tí cái mùi nó bay hết à. Dạ dạ. Nếu mà của Tám vậy thì thôi. Thôi con về. Con về luôn cô Thảo. Chị đừng có buồn. Cái tánh thằng đó nó vậy á, mà không biết làm sao á, chút có chịu đựng được hay thiệt á. Chị yên tâm đi, tôi biết hết mà, không sao đâu. Chị, dạ. Để đây hai bà cháu nha, ăn nha. Dạ. Nếu mà ăn có ngon á, hết á, qua nhà em lấy thêm. Cảm ơn chị Tám nhiều nha chị Tám. Dạ. Em về nha chị Thảo. Dạ, chị về. Dạ, không cho ba vui. Nè, giờ con ăn gì nè. Dạ. Con hầu vịt nha. Dạ. Đây, con ăn đi. Dạ, cảm ơn. Đó, ăn đi rồi thiếu đi rồi ngoại bỏ vô cho con nữa ha. Trời ơi, công nhận bà Tám nấu mắm ngon thiệt ha. Dạ, con có ăn ở ngoài cho con một chút xíu ha. Được không? Nè nè, con miếng mắm nhỏ nhỏ nè, cho con nè. Được chưa, đó, được chưa. Là biết đi nhậu rồi. Không có cuối tuần nào mà em thấy mặt anh ở nhà với em á. Em, bữa hôm nay anh của bạn thân của anh dưới quê lên chơi, thì nó điện nó rủ thì cho anh Lan lai rai nó vài ly rồi anh về. Lai rai thôi nha, không có nhậu quắt cần câu đi đó. Biết rồi, uống chút xíu về vợ liền. Về liền với em á. Với lại hả, em sẽ qua nhà má. Tại vì dạo này hả, trộm cướp nhiều lắm, qua bển coi coi sao. Rồi, biết rồi. Giờ anh? Trời đất ơi, cái thằng quỷ lên mà không báo gì hết trơn, giờ hẹn nhậu liền. Thì cũng đâu, okay. Tắm rửa ra chơi với nó chút. Anh bỏ đây mà ta. Bỏ trên bàn hả?
hết rồi. Hồi nãy hình như em dọn dẹp á, xong rồi em bỏ vô cái bọc rồi em quăng sọt rác luôn rồi. Trời đất ơi, rồi bây giờ cái sọt rác bỏ đâu? Ở dưới sân á. Ở dưới sân phải không? Em hậu đậu quá. Ngoại, có nhiều chơi đứa không luôn à ngoại? Lượm đi, lượm, đi, mau đi con lẹ. Đi, ngoại phụ với con, đi, bưng lên. Rồi, ra đi. Rồi. Tại sao không khùng ghét có cái đồng hồ vậy ta? Bà ngoại ơi, cái đồng hồ của ngoại đẹp lắm nè, nhưng mà người ta đem đi bỏ uổng quá ngoại. Ôi, cái này không phải người ta bỏ đâu. Cái này chắc ở trên cái thùng rác này là của chú Minh. Chắc là của chú Minh chứ ngoài đâu. Để ngoại đem vô, còn ngoại trả cho chú Minh nha. Nhưng mà lỡ sao của chú Minh sao ngoại? Thì